Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023 với sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ 13 đội phòng cháy chữa cháy dân phòng của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Hội thao góp phần nâng cao hơn nhận thức, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho lực lượng bảo vệ dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Tham gia hội thao, các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại huyện Xuyên Mộc tranh tài ở hai nội dung tuyên truyền cổ động, thi nghiệp vụ đội hình 100m chữa cháy cứu người. Nhờ có sự chuẩn bị, luyện tập chu đáo, tất cả các phần thi được các đội hoàn thành đảm bảo yêu cầu thời gian. Tham gia hội thi phòng cháy chữa cháy này là em đã học được những kiến thức và những động tác cứu người khi có hỏa hoạn. Thì năm nay là năm thứ hai em tham gia hội thi này. Qua cuộc thi thì em thấy được kỹ năng phòng cháy cháy là điều rất quan trọng. Qua hội thao, hội thi thể thao phòng cháy chữa cháy để làm cho cái tinh thần trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể, của các doanh nghiệp và của mỗi người dân phải cao hơn, chủ động trong cái chấp hành pháp luật và cái thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn của huyện tốt hơn. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất phần thi tuyên truyền cho đội xã Bưng Riền, giải nhì thuộc về đội thị trấn Phước Bửu, giải ba thuộc về xã Bình Châu. Ở nội dung thi đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giải nhất thuộc về đội xã Tân Lâm, giải nhì thuộc về đội xã Hòa Hưng và giải ba thuộc về xã Hòa Hiệp.